Rồi ok, thì khi anh em sử dụng xong đúng không? Chẳng hạn như anh em nhắm chân là khoảng 1 tháng, 2 tháng đến nửa năm nữa mình mới sử dụng lại. Có nghĩa là hết mua rồi đó anh em. Thì anh em đổ xăng ra nha. Đây. Thì hướng dẫn anh em luôn. Về anh em cứ dùng sử dụng anh em cứ làm đúng như cách của Thiện thì máy nó sẽ rất là bền. À. Và còn nữa là anh em phải pha nhớt, xăng thì là xăng nhớt cho nó chuẩn nữa. Thì máy là cực kỳ bền nữa ha. Cách này chỉ là cách bảo quản khi không sử dụng thôi nha anh em. Chứ còn trong lúc sử dụng thì anh em phải đảm bảo được là xăng nhớt nó đầy đủ nha. Nhất nói chung là quan trọng nhất vẫn là nhớt thôi nè, bởi vì máy 2 thì nhớt rất là quan trọng. Rồi xong rồi thì này xong rồi đúng không, thì mình vẫn nổ máy nữa nè, vẫn nổ máy bình thường nha. Con nổ được. Lò được chơi, lò được chơi. Đó, cũng này không nổ được nè, mình bớt chú bơm. À, bớt chú bơm xăng ra hết nha anh em thấy không? Xăng ra hết rồi nè. À, trong chú bơm hết xăng rồi nè. Đó, mình nổ lại một vài lần nữa thử. Nó có nổ không? Vẫn nổ thì mình cứ cho nó nổ đi. Đó, hình như là tắt rồi. Rồi. À, thử xem. Rồi, ok. Thì lúc này thì anh em một lần nữa, anh em cho hết xăng ra ngoài nữa. Nó còn chỉ có một tí xăng ra nha anh em. Hồi nãy một tí xăng trong chú bơm á. Đó, nó còn một tí này, này nè. Một xí. Rồi. Ok. Thì lúc này là hầu như là trong bình xăng lớn và bình xăng con đều hầu như là không còn xăng. Đúng như là một cái máy mới vậy anh em, nó như là một cái máy mới vậy á. Thì lúc này anh em cắt. Đó, lúc này anh em đi cắt mới được nha. Lúc này anh em đi cắt mới được, anh em cắt 1 năm, 2 năm sau anh em đổ xăng vô vẫn nổ bình thường. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện 3D bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì hôm nay Thiện có dịp gửi con máy FS250 XT của anh em ha. Đó, về huyện Cờ Bang của Gia Lai luôn nha anh em. Thì hôm nay thì Thiện sẽ lắp ráp toàn bộ và sẽ nổ máy luôn ha, cho anh em mình tham khảo về cái mẫu FS250 này nha anh em. Thì nói lại một lần nữa thì mẫu này là thương hiệu Đức nha anh em. Thương hiệu Đức đặt nhà máy sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc nha. Đó. Thì anh khách này thì cũng khá là dễ chịu, anh là chuyên khoan đủ luôn anh em ha. Đó, thì mẫu này thì Thiện vẫn tặng cho anh em là ổ cước này ha, ổ cước và một cái nhớt như thế này để về anh em rô đa nha. Đó, thì giờ Thiện sẽ lắp ráp đầy đủ lại cho anh em mình tham khảo nha. Đầu tiên là cái máy nhắn cỏ anh em, đây máy nhắn cỏ. Đó, thì Thiện cũng xé cái bít ra luôn đi. Tí nữa Thiện sẽ bỏ vô một cái bì gọn hơn để mình Thiện gửi cho anh khách nha anh em. Đó, đây, thì qua video này thì đầu tiên thì cũng cho anh khách mình xem ha, thứ hai nữa là anh em mình xem nó vui. Video này thì Thiện sẽ tiết nổ luôn đó để anh em mình xem cho nó hấp dẫn nha anh em. Rồi ok, đây đây nó có một miếng để anh em mình gọi là miếng cắt cước anh em ha. Miếng này thì anh em bắt vào trong này này, đó đây ha, anh em bắt vào như thế này. Đây anh em thấy không, đồ cái tin này từ một cái miếng cắt cước nhỏ như thế này thôi nó cũng in cái mạc cái tem tin vô anh em thấy không, nó cũng khắc cái tem tin vô này ha, cái logo của cái tin vô anh em thấy không. À, ngân hàng chính hãng của tin nhìn là biết liền nha anh em. Đây, anh em gắn vào chỗ này. Đây ốc, đâu rồi? Ốc nữa rồi. Đây. Đây trên cái bì nó có ốc này ha. Đó. Lắp như thế này luôn. Đây anh em. Mình lắp như thế này luôn. Đó, rất là ok nha. Đây thì nó trong túi lưng nghề của nó anh em. Túi lưng nghề nó sẽ có một cái tiếp buri và đầu tiếp buri còn lại nó sẽ là một cái lục dán bông luôn nha. Đó, thì Thiện sẽ không xí túi lưng nghề thì Thiện sẽ lấy cái đồ nghề của Thiện thì lắp cho anh em nhé. Đây. Đó, anh em thấy à, ok, vừa phải anh em, bởi vì ga này là ga thưa, ga nhựa à, anh em mà xích cứng quá thì nó gãy đó, cái lồng nó tuôn đó. Rồi, thì nó sẽ có hai phần như thế này. Thứ nhất á, nếu anh em muốn nó nhẹ hoặc là thế này anh em thấy nó to, cồng kềnh quá không cần thiết thì anh em lắp một cái miếng răng cỏ như thế này rồi. Nhưng khi anh em muốn to hơn, trắng cỏ đất đá nhiều hơn thì anh em ráp cái này vào. Đây, anh em thấy một đầu là nó gơ này, một đầu nó nhọn ha. Thì mình sẽ ráp một cái đầu nhọn nha. Mình đắp cái đầu nhọn như thế này. Đó. Anh em thấy không? Ui yeah. Đó. Thì nó sẽ hoàn thiện một bộ nó thì như thế này. Đây, anh em thấy ha, rất là cũng khá là ok. Và khi anh em muốn mở ra đúng không? Thì trong này nè, nó có một cái cây ti nè. Ha, cây ti thì anh em chọc vào cái lỗ này, thì ở đây thì lấy cái này thì chọc cũng được. Vô nè, ha. Chọc vô đẩy tới một cái là anh em đẩy ra được nè, ha. Đó, anh em nhớ nha.
mình chọt vô và mình phải đẩy cái cây tới trước nữa nha anh em. Đó, thay vì Thiền không lấy cái cây trong này thì Thiền lấy cái cây của Thiền luôn, chọt vô nè, đẩy tới trước nè. À, đó là anh em mở được. Đó, như thế này là anh em mở được. Đó, thì đó là cách tháo mở anh em. Đó, tháo mở của cái miếng chằng này. Rồi ok, giờ Thiền sẽ lép vô cho anh em mình xem luôn. Đây, lép rất là dễ dàng anh em. Cái bát của nó là như thế này. Đây, cái đầu bò của nó đây nha anh em. Đó, đầu bò nó thì có một ốc giữ như thế này. Đây, nếu mà anh em ví dụ muốn mở đầu bò này đúng không, anh em chỉ cần vặn nó này ra, vậy là anh em có thể mở đầu bò rồi ha. À, cái máy Estin này thiết kế rất là hay. Ở cái đầu bò này mình chỉ cần nới nhẹ con ốc này ra thôi là mình mở rồi anh em. Thay vì những con khác đúng không, anh em mở một con đúng không, hai con đó, và mở có hẳn một con bên hông siết vô cái ti á thì anh em phải mở hết ra thì nó mới vô ra được đúng không. Thì cái này anh em chỉ cần mở nới một ốc ra thôi là anh em rút ra rồi. Thì rút ra này thì anh em phải thấy cái ti này. Đây, ti của nó là ti vuông nha, ti vuông ha. Tuy là đường kính của nó thì hơi nhỏ so với những con trên thị trường, nhưng thiết của nó là thiết cực kỳ tốt nên cực kỳ bền nha anh em. Đó, ti vuông này nó cơ bản nó đã bền rồi anh em ha. Còn về đầu bò anh em thấy chất lượng không ha. Đó, cặp nhội của Estin nè ha. Hàng chính hãng nó phải có nha anh em. Hàng chính hãng nó phải có những cái logo của Estin như thế này nha. Còn khi vào thì anh em nhót đó, nên lật qua lật lại là nó vào. Rồi, đó là phần đầu bò. Thì có nhiều anh em thì thường hỏi thì là cái đầu bò này á mới về có cần tra mở cho miết gì không. Thì thực chất anh em tra vô thì nó cũng tốt thôi, nhưng thực chất lúc đầu á thì trong đầu bò này đã có rất là nhiều mỡ rồi ha. Bên công ty họ lại vô rất là nhiều mỡ lên rồi, anh em yên tâm ha, cần sử dụng một thời gian rồi mình vô cũng được. Đó, bắt vô rất là dễ dàng anh em ha. Khớp như thế này đúng không, và mình siết ở dưới siết lên thôi ha, rất là dễ dàng. Đây thì cần siết tay trước nè nhé. Đó, khá là dễ dàng. Và anh em lưu ý là cái máy nướng cỏ này mình không thể dơ được nha. Có nhiều anh em kêu cái này dơ kiểu gì, như những con máy Trung Quốc hoặc là những con mà máy trắng rơi anh em, máy trắng nó rơi ra ngoài á. À, có bát trên mình bắt xuống như thế này nè thì mình có thể dơ tới dơ lui, mình có thể dơ ra xe tùy thích. Nhưng con này là chịu chết anh em. Con này giờ ví dụ muốn anh em muốn dơ thì có mua cái máy trắng Trung Quốc á, anh em bỏ vô thì anh em dơ ra anh em dơ rồi. Chứ còn thực chất cái này thì nó chỉ có làm chết một chỗ như thế này thôi. Đó, thì trên này nó sẽ ghi cho anh em là đây này anh em thấy không? Đường kính là 420mm nhé. Đường kính của nó có nghĩa là đường kính sợi dây. Đường kính sợi dây anh em có thể dùng được là 420mm. Chứ còn dài hơn nữa là nó đụng nha anh em, nó đụng vô cái cỏ nha. Đó, đây anh em thấy, nếu mà nó dài quá thì cái ổ cước của anh em nó sẽ từ quấn vô đây và nó đứt nha. Thì nó sẽ cho anh tiếp anh em dùng trong cái khoảng này thôi. Đó. Rồi. Đó phần cái máy nhắn cỏ nha, thì chỉ ghé sơ sơ thôi. Đó, phía này là phần tay cầm. Rồi, thì phần tay cầm này mình lắp rep sao. Đây, rất dễ anh em. Mình chỉ cần mở ra như thế này ha. Đó, cái này thì nói chung là dễ dàng anh em ha. Thì làm video cho anh em mình tham khảo cho nó vui, chứ thật ra chắc đa số anh em này cũng biết dùng rồi, bây giờ đã biết lắp rồi ha. Có 3 bộ phận như thế này nha anh em. Đây, hiện tại nó sẽ có 3 bộ phận như thế này ha. Cái phần tán này nó sẽ nằm ở dưới, phần có lông đờn này nó sẽ không có tán ha, thì nó sẽ nằm ở trên. Và cái phần bộ phận ở dưới này nó sẽ là bằng nhựa cứng ha. Nhựa này rất cứng anh em ha, không biết là bằng nhựa gì mà cứng á. Đó, đó. Như thế này rất là đơn giản nha. Rồi mình bỏ tay lái vô nè. Thì cái này anh em đây, nó sẽ có một bên nó sẽ có tay thẳng cho anh em là bên tay trái nha. Đây anh em đắp như thế này rất là đơn giản thôi ha. Đó, bỏ nó vào và xiết ở trên xuống nữa là xong. Thấy đơn giản không anh em, rất là đơn giản luôn. Đó, khi anh em mà ví dụ như mình muốn điều chỉnh đúng không, mình muốn ví dụ tay mình dài đi thì mình muốn tới thì mình điều chỉnh tới, còn muốn lui thì mình điều chỉnh lui. Đó thì tùy thuộc vào anh em ha, tay ngắn hay tay dài, anh em cao hay thấp đó, thì anh em có thể điều chỉnh ở đây đó, rất đơn giản ha. Thì cứ để như thế này đi, thì cứ để ví dụ tương đương là như ví dụ cho anh em xem là như thế này đi. Đó, cái này thì anh em siết hơi cứng lại một tí là ok ha. Đó, ống cần này thì ống cần V25 nha anh em, V25. Và độ dày của ống cần là nó tầm khoảng 2 đến 3 ly, rất là dày nha, rất là dày luôn á, nên cái ống cần này cực kỳ cứng và là họ làm bằng nhôm mà nhôm tốt nữa anh em, nên hàng của Estin anh em nữa đấy ha. Tuy là ống cần nhỏ nhưng rất là chắc chắn nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, chiếc tay cứng là ok rồi. Bên đây về phía tay ga, cái tay ga anh em có thể mở ở đây. Đó, về anh em phải mở ở đây nha. Đó, sau khi anh em mở ốc như thế này rồi thì anh em này mình chọt vô rất là dễ dàng nha. Đây ha, gõ phát rồi xong xí ốc lại ha. Đó, dễ không anh em, rất là dễ luôn. Cái này thì lắp ráp cực kỳ dễ anh em.
Rồi ok. Đó, xíu lại nữa là xong ha. Đó, thì hoàn thiện của nó đó thì như thế này ha. Đó. Đây. Anh thấy không? Rất là dễ và rất là gọn nhẹ nha. Đặc điểm của cái tin là gì anh em? Là trọng lượng. Trọng lượng của nó cực kỳ nhẹ luôn, nó chỉ rơi vào khoảng 6 kg rưỡi thôi. Ta xăng nhớt nữa thì nó rơi vào tầm khoảng 7 kg hơn. Ha, bình xăng của nó thì nó chứa được khoảng là 650 ml. 650 ml nha. Bình xăng này ha, cũng ok ha. Rồi giờ thì sẽ đổ xăng vô. Đổ xăng vô và đít nổ luôn cho anh em mình xem nha. Đó, cái này thì là cái cụm này anh em ha, anh em ví dụ anh em về. Anh em mình cụm lại ha, mình cụm lại này. Đó, là nó cứng nha. Rồi. Đây, thì mình lại đây mình xem cái số khung số máy của con này nha anh em. Đó, con này là 823-991 và 033 nha. 823 này, 991, 033. Đó. Thì số tem này, số khung dưới tem này nó sẽ trùng với số khung trên máy nha anh em. Đó, anh em lưu ý. Rồi, giờ bắt đầu mình đổ xăng này ha. Đây, đổ xăng. Ha, con này thì là mới tinh nha anh em. Đó, giờ mình mới đổ xăng vô đây. Đó, thì tí nữa thì đổ xăng vô và thì sẽ đổ xăng ra và thì sẽ hướng dẫn anh em cách mình sử dụng con máy sao cho nó bền nha. Còn bảo quản sao cho đúng cách. Chứ ví dụ như anh em bảo quản mà sai cách đó thì nó sẽ rất là nhanh hư máy nha. Nhanh hư bộ chế đó anh em, bộ chế là một cái chỗ mà rất là dễ bị nghẹt hoặc là nhanh hư. Đó, thì anh em lưu ý. Rồi. Đây, bơm xăng mình chú bơm là mình đây nha anh em. Chú bơm là mình đây nha. Đây. Đó, mình bơm vài cái. Mặc dù xăng lên rồi nhưng mà mình cứ bơm đi anh em. À, máy mới thì mình cứ bơm vài cái đi cho xăng nó tuần hoàn. Rồi, ok. Thì cái bộ chế này và cái thiết kế của con này thì đóng e thì anh em phải gạt xuống. Nhớ lưu ý nha anh em, gạt xuống là đóng e và mở lên là mở e ha. Gạt xuống đóng e rồi trước khi giật nổ mình kiểm tra công tắc. Ha, công tắc mà ví dụ đang khóa ra là mình giật chết bà luôn là nó còn không nổ được nha anh em. Bớt phát nè, đó về. Rồi. Giật nổ nè. Đó. Bắt đầu nổ rồi đúng không? Bật lên. Tắt đúng không? Bật lại. Xăng nó chưa lên, chưa đầy đủ trong bộ ca anh em, nên lúc đầu máy mới mua về anh em thì anh em phải giật vài lần ha, để cho xăng nó tuần hoàn đủ thì máy lúc đó nó mới nổ ok được. Đó, thì đang để đóng e này, thì đang để đóng e này để cho xăng nó lên nó đều hết một tí nha anh em. Mở ra nè. À, anh em cứ để nó nổ guarantee thoải mái, bởi vì máy mới ha, máy mới thì cứ để guarantee nổ guarantee thoải mái, mình cứ bình tĩnh, không có cho gì phải bỏ bàn anh em. Nhóm ga thử nè, chắc chắn anh em luôn, giờ nhóm ga nó sẽ hụt xăng nè, thiếu xăng nè. Đó, anh em thấy không, để bảo hụt xăng luôn. Đó, thì mình cứ để cho nó nổ một hồi ha, để nó nổ một hồi là ok thôi anh em. Xăng vẫn chưa đều. Anh em tuyệt đối không chỉnh nha, tuyệt đối là không chỉnh hết nha anh em. Máy mới thì anh em cứ để nổ từ từ, tuyệt đối không chỉnh nha. À, bắt đầu là ga xăng nó đều rồi anh em. Anh em cứ đừng thay máy mới xong rồi anh em lên ga liền. Nó bị thiếu xăng á, anh em chỉnh là không được nha. Anh em cứ yên tâm, để từ từ, bình tĩnh ha. Đó, bắt đầu giờ xăng nó đều nè. Đó. Ha. Thấy không? Bắt đầu xăng nó đều rồi thì mình vô ga phát này là ngọc phải đó thôi anh em. Anh em tuyệt đối là lúc đầu không chỉnh nha. Bởi vì khi bộ chế mà mới anh em thì họ đã căn chỉnh cho anh em đầy đủ rồi nên không cần phải chỉnh gì hết á. Đây ha. Đó. Thì khi anh em đây, khi anh em mới mua máy về thì bạc nòng bê tông của nó còn mới thì nó còn hơi nặng anh em, thì chắc chắn máy nó sẽ không có bốc hoàn toàn được ha, nó sẽ chạy hơi dư xăng một tí, thì anh em cứ để hoàn toàn bình thường. Anh em đừng chỉnh gì hết, đừng căng, đừng chỉnh xăng gió, anh em cứ để bình thường. Và anh em nổ lô đa, à, nổ ra hai bình xăng là ok nhất nha anh em. Và trong thời gian lô đa thì chúng ta cứ thường xuyên liệt ra nha, để cho khói nó ra. Đó, thì trong thời gian lô đa đó thì bạc nồng bê tông nó sẽ
trơn tru và nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và máy lúc đó nó sẽ đạt công suất lớn nhất nha anh em. Chứ anh em mới mua về mà anh em đi đánh cỏ liền, anh em chơi hết ga số liền thì rất dễ đến chạy tới tình trạng là nó sẽ bị lấp bê nhé. Anh em lưu ý ha, máy nổ rồi thì ok ha. Sao à, máy tin thì nổ máy, nghe tiếng máy gan tiền em nghe nè à. Nghe đã ha, nghe tiên anh em à. Anh em nghe giống tiếng máy hát thì không? Máy hát thì anh em à, nghe giống giống xe máy hát thì nha. Đây rất là ok ha. À, anh em thấy không? Máy mà nó đã đều xăng đều gió rồi và xăng cổ rất đầy đủ trong bộ chế rồi á thì máy rất là bốc nha. Này cái này là vô phát đó liền em. Thấy không? Ha. Ha, không có tình trạng là thiếu xăng như lúc đầu nữa anh em. Ha. Ha. Đó. Anh em thấy ha. Rồi, ok, như vậy thôi, rất đơn giản nha. Và cái vô là đêm thấy nè ha, giờ nó lại hơi xanh 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 ống màu xanh lên rồi nè ha. Nhưng anh em khi sử dụng càng lâu nó càng xanh lên đẹp lắm anh em ha. Rồi giờ thì sẽ hướng dẫn anh em cách bảo quản luôn. Rồi ok, thì khi anh em sử dụng xong đúng không, chẳng hạn như anh em nhắm chân là khoảng 1 tháng 2 tháng đến nửa năm nữa mình mới sử dụng lại, có nghĩa là hết mua rồi đó anh em, thì anh em đổ xăng ra nha. Đây thì hướng dẫn anh em luôn, về anh em cứ dùng sử dụng, anh em cứ làm đúng như cách của Thiện thì máy nó sẽ rất là bền ha. Và còn nữa là anh em phải pha nhớt xăng thì là xăng nhớt cho nó chuẩn nữa thì máy là cực kỳ bền nữa ha. Cách này chỉ là cách bảo quản khi không sử dụng thôi nha anh em, chứ còn trong lúc sử dụng thì anh em phải đảm bảo được là xăng nhớt nó đầy đủ nha. Nhớt nói chung là quan trọng nhất vẫn là nhớt thôi nè, bởi vì máy hai thì nhớt rất là quan trọng. Rồi xong rồi thì này xong rồi đúng không, thì mình vẫn nổ máy với anh em, vẫn nổ máy bình thường nha. Lò chơi, lò được chơi. Đó, cũng này không được nè, mình bớt chú bơm. À, bớt chú bơm xăng ra hết nha nè, anh em thấy không? Xăng ra hết rồi nè. À, trong chú bơm hết xăng rồi nè. Đó, mình nổ lại một vài lần nữa. Nó có nổ không? Vẫn nổ, thì mình cứ cho nó nổ đi. Đó, hình như là tắt rồi. Rồi, à, thử xem. Rồi, ok. Thì lúc này thì anh em một lần nữa, anh em cho hết xăng ra ngoài nữa. Nó còn chỉ có một tí xăng ra nha nè. Hồi nãy một tí xăng trong chú bơm á. Đó, nó còn một tí này, này nè. Chỉ còn một tí. Rồi. Okay. Thì lúc này là hầu như là trong bình xăng lớn và bình xăng con đều hầu như là không còn xăng, đúng như là một cái máy mới vậy anh em, nó như là một cái máy mới vậy á. Thì lúc này anh em cắt đó, lúc này anh em đi cắt mới được nha, lúc này anh em đi cắt mới được, anh em cắt một năm hai năm sau anh em đổ xăng vô vẫn nổ bình thường, em bảo anh em luôn ha. À, nổ lại này vài lần hết nổ được rồi đó, nó muốn nổ thì anh em cứ cho nó nổ thôi đó, nó có một muốn một xí nổ đó à. Đó, còn một xí nổ anh em cứ cho nó nổ. Đây là đóng e nha. Lúc này là đóng e nha anh em, lúc này là đóng e nha. Đó. Hướng dẫn anh em là cách, đây là cách bảo quản máy là ok luôn nè ha, để lâu là không sợ bị hơi bộ chế. Thì nó hơi tốn thời gian một tí ha. Đó, thì theo thì thấy cái này nữa, nó sẽ hơi tốn thời gian đi một khí trong cái công đoạn này đi cắt. Rồi ok, như thế này là ok. Đó. Thì anh em thấy này, trong vũ bơm hết xăng này và máy giờ hết nổ rồi. À đóng e nó cũng không nổ, mở cũng không nổ. Đó. Thì cái như thế này á, nó sẽ tốn em là khoảng 5 phút. À, 5 phút. Nhưng em nghĩ đi, 5 phút để cho cái máy chúng ta nó sẽ bền hơn. Nó sẽ an toàn hơn chúng ta sử dụng thì 5 phút nó có đáng không? Chứ nhiều anh em ví dụ như mình cắt xong, mình cứ móc cái máy lên mình treo mình cắt. Tới khoảng nửa năm sau mình lấy lại đi sửa tay bè luôn em, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền nữa nha. Chỉ còn anh em sử dụng mà làm như cách của Thiện nữa nè, đảm bảo anh em luôn, để một năm sau đổ xăng vô là sử dụng bình thường ha, rất là ok. Rồi thì anh em thấy ha,
Đó, thì cuối video thì cũng xin cảm ơn khách ở Cờ Bang đã tin tưởng ủng hộ Hàng Ngồi Thiền nha. Nếu nào mà quan tâm á, thì xin liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiền nha. Hoặc là để lại số điện thoại của anh em dưới phần bình luận thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn. Và cái mẫu máy tính FX250 này cho anh em thêm thông tin cho anh em. Anh em xem video thì một like, một đăng ký, đồng thời bấm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiền ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo sản phẩm Thiền nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và tất cả anh em ở video tiếp theo.